kinh khéo sống lành. Kinh Thiền Sinh, Thikala Diệt Kinh. Sigalavada Sutra. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, Rudakuta, núi Kê Túc, Linh Sơn, thuộc thành Dương Xá, Rajariha, cùng với chúng Đại Tỳ Khưu 1250 vị. Một hôm, vào buổi sáng, Đức Phật đắp y vào thành Trì Bình khất thực. Lúc đó, tại thành Dương Xá, có một người con của một trưởng giả tên là Thiền Sinh, vừa chải tóc, rửa mặt, súc miệng, tắm gội, thay y áo sạch xong, ra ngoài cửa nhà, hướng về sáu phương, đông, tây, nam, bắc, trên và dưới, mà lễ bái mỗi phương bốn lạy. Đức Thế Tôn trông thấy, đến gần hỏi rằng: "Vì cớ gì mà ngươi lễ bái các phương như thế?" Thiền Sinh bạch rằng: "Khi cha con sắp chết, có dặn con rằng, con muốn lễ bái thì trước phải lễ sáu phương. Nay cha con đã mất, chẳng dám trái lời người, nên cứ sáng ra dậy sớm, tắm gội xong, chắp tay hướng về phương đông lễ trước, rồi lễ tiếp các phương tây, nam, bắc, trên và dưới." Đức Phật dạy rằng: "Này Thiền Sinh, con trưởng giả, cha ngươi dạy lễ bái phương đó không phải là bảo ngươi chỉ đem thân mình ra để lễ lại như thế. Ngươi đã hiểu lầm cái ý của cha ngươi rồi. Quả có tên lễ sáu phương hướng đó chứ không phải không. Nhưng theo chánh pháp của Như Lai, chẳng phải lễ sáu phương như thế mà cho là cung kính đâu." Thiền Sinh nghe Phật nói như thế, liền thỉnh Phật vào nhà, trải tòa, thỉnh Phật an tọa rồi, bèn quỳ xuống mà bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn thương xót giảng dạy cho con hiểu nghĩa việc lễ bái sáu phương đó theo chánh pháp." Đức Phật dạy rằng: "Này Thiện Sinh, hãy lắng nghe, ghi nhớ vào tâm, ta sẽ vì ngươi mà dạy rõ. Nếu có hạng trí nhân, người tốt lành nào biết tránh bốn nghiệp quán kết, bốn tánh ác hại, và hay xa lìa sáu điều chẳng lành, làm bại hoại thân xác, tâm hồn và tiêu tán tài sản sau đây, thì đó mới là phẩm cách của người lễ bái sáu phương hướng vậy. Bốn nghiệp kết quán ấy là sát sanh hại mạng, là trộm cướp lường gạt, là tà dục quan dâm, là nói lời dối trá, khoe khoang, đâm thọc, hỗn ác. Bốn tánh ác ấy là tham lam đắm nhiễm, là sân hận quán thù, là si mê tà kiến, là ganh ghét kiêu mạn. Sáu điều chẳng lành ấy là say mê rượu chè ăn nhậu, là đam mê cờ bạc, là biếng lười không chịu học hành làm việc, là đam mê kỹ nhạc trữ tình cuồng loạn, là thích giao du kết bạn với người hung ác, là phóng đảng buông lung. Này Thiền Sinh, người nào biết tránh bốn nghiệp quán kết, bốn tánh ác hại và hay xa lìa sáu điều chẳng lành, thì người đó được gọi là người khéo sống lành, tức Thiền Sinh. Và đó chính là cái phẩm cách của người lễ sáu phương. Mỗi phương bốn lễ vậy, người đó đời này có thiện nhân, đời sau được thiện báo. Hiện trong đời này thường gặp phúc lành, người trí khen ngợi, sau khi chết được sanh lên cõi trời, hưởng sự vui lành vậy. Còn nếu không hay dứt trừ xa lìa các điều ác nghiệp kể trên, thì có lễ lại cũng chẳng ích gì, lại còn lưu danh xấu cho mọi người biết. Nhà cửa không lo sửa sang sắp đặt, tiền tài của cải hao mòn, thân mình suy yếu bại hoại, càng ngày càng bỏ mất việc lành. Kẻ xa, người gần chẳng còn ai kính trọng mình nữa. Chết đi sẽ đọa vào ba đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu nhiều khổ não. Này Thiền Sinh, ngươi nên chọn lấy điều lành mà theo, hãy xa lánh những điều chẳng lành. Ta từ vô lượng kiếp đến nay thường gần gũi với các bậc thiền trí thức, nên nay mới được thành Phật vậy. Này Thiền Sinh, say mê rượu chè ăn nhậu có sáu điều lỗi là: một là hao tài tốn của, lãng phí thời giờ; hai là sanh bệnh ốm đau, làm phiền thân thuộc; ba là ưa gây sự đấu tranh phá hoại; bốn là để tiếng xấu, mọi người khinh khi xa lánh; năm là dễ sinh nóng giận,
làm điều sàng bậy. 6 là trí tuệ giảm dần, chẳng biết phải trái. Những người nào say mê rượu chè, ăn nhậu mãi, thì sự bại hoại sẽ đến với mình và gia sản mỗi ngày một tiêu tán. Này thiền sinh, đam mê cờ bạc có 6 điều lỗi là: 1 là tài sản hao mòn, nợ nần chồng chất. 2 là đánh hơn bị người quán, thua thì sinh buồn tức. 3 là kẻ trí khinh chê, không ai kính nể. 4 là quan phí ngày giờ, mê mờ tâm trí. 5 là mọi người xa lánh, không ai giúp đỡ. 6 là sinh tâm trộm cướp, lường gạt mọi người. Người nào đam mê cờ bạc mãi thì sự bại hoại sẽ đến với mình và gia sản mỗi ngày một tiêu tán. Này thiền sinh, biến lười không chịu học hành, làm việc có 6 điều lỗi là: 1 là vì giàu sang nên ỷ lại mà lười biếng không chịu học hành và làm việc. 2 là vì nghèo khó nên phó mặc mà lười biếng không chịu học hành và làm việc. 3 là vì cho rằng trời nóng hoặc lạnh quá mà lười biếng không chịu học hành và làm việc. 4 là cho rằng còn sớm hay đã muộn mà không chịu học hành và làm việc. 5 là cho rằng là dễ hay quá khó mà không chịu học hành và làm việc. 6 là bởi vì mê ngủ hay ham ăn, ham chơi mà lười biếng không chịu học hành và làm việc. Đối với điều đáng học, đáng làm, những người nào thường vịnh vào những cớ đó để biếng nhác thì tự thân sẽ suy thoái và gia sản mỗi ngày một tiêu tán. Này thiền sinh, say mê kỹ nhạc, trữ tình, cuồng loạn có 6 điều lỗi là: 1 là thường ước mơ theo lời ca tiếng hát. 2 là thường mơ tưởng đến các điệu múa, vũ, nhảy nhót. 3 là bị khích động theo tiếng đàn, sáo, trống kèn. 4 là bị lôi cuốn vào sa đọa, trụy lạc. 5 là dễ biến thành kẻ lãng mạn đa tình. 6 là tâm ý thường buồn vui bất định. Nếu người nào say mê kỹ nhạc, trữ tình, cuồng loạn mãi thì sự bại hoại sẽ đến với mình và gia sản mỗi ngày một tiêu tán. Này thiền sinh, thích giao du kết bạn với người hung ác có 6 điều lỗi là: 1 là sinh tính khinh lờn, ngang tàn. 2 là ưa những chỗ hèn hạ, làm những điều vụng trộm. 3 là bị người dụ dỗ hoặc dụ dỗ người khác làm điều sàng bậy. 4 là tụ tập mưu đồ cướp bóc, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản người khác. 5 là thường mua đồ những điều bất chính, tập nhiễm các thói hư tệ, xấu ác. 6 là thường phanh phui lỗi người, mạ lì phỉ báng, ám hại người khác. Nếu người nào thích kết bạn với những người hung ác mãi thì tai họa sẽ đến với mình và gia sản mỗi ngày một tiêu tán. Này thiền sinh, phóng đãng buông lung có 6 điều lỗi là: 1 là không tự phòng hộ được mình, tài sản và con cháu, người thân thuộc của mình. 2 là thường mang lòng kinh hãi, lo sợ về các hành động sàng bậy phóng đãng của mình. 3 là bị những điều thống khổ do hậu quả của những điều phóng đãng của mình ràng buộc thân xác mình. 4 là ưa sinh tâm gạt gẫm người. 5 là tham muốn những điều sàng bậy. 6 là làm những điều tổn hại sinh mạng và tài sản của người. Nếu người nào phóng đãng mãi thì tai họa sẽ đến với mình và gia sản mỗi ngày một tiêu tán. Này thiền sinh, lại có 4 hạng người quan gia giả làm thân thích, người cũng nên biết để xa lánh như tránh con đường hiểm. 1 là hạng quý phục quan gia, 2 là hạng mỹ ngôn quan gia, 3 là hạng kính thuận quan gia, 4 là hạng bàn ác quan gia. Hạng quý phục quan gia là hạng vì sợ mà phục tùng thì thường làm 4 việc. 1 là vì có mưu đồ mờ ám bất chính, sợ ta ngăn chặn hay phá hỏng mà gượng làm thân. 2 là vì đã làm những điều tệ hại, muốn được ta che chở mà gượng làm thân. 3 là vì muốn dựa vào ta để mong đạt được những tham vọng danh lợi, thoát được những tai họa mà gượng làm thân. 4 là khi đã đạt được tham vọng hay thoát được tai nạn rồi sẽ trở mặt phản nghịch ngay. Hạng mỹ ngôn quan gia là hạng nói lời hoa mỹ thì thường làm 4 việc. 1 là thường dùng lời nói hoa mỹ ca tụng tán tỉnh ta để lôi cuốn xúi dục ta vào con đường sa đọa tội ác. Khi thấy ta bị họa hoạn lại khéo dùng lời lẽ tìm cách xa lánh. 2 là thường dùng lời nói hoa mỹ để lý sự ngăn chặn ta làm các điều lành và để tự bào chữa cho các hành động tà ác sái quấy của mình. 3 là hay vẽ vời đôi co bách lẻo để lấy lòng nhằm tham cầu lợi dưỡng. 4 là khi còn cần nơi ta thì việc gì giàu xấu hay tốt cũng có thể khen chiều theo ta.
khi đã đạt được tham cầu hay không cần ta nữa thì sẽ bài xích, bôi bác, hủy báng lại ta ngay. Hạng kính thuận quan gia thì thường làm bốn việc. Một là kính thuận nơi ta vì muốn nhân vào ta, lợi dụng ta để mưu cầu danh lợi và tiện bề làm điều sàng bậy để nhờ ta che chở. Hai là kính thuận nơi ta vì muốn ngầm dò xét tìm tòi mà trộm lấy nghề nghiệp, tiền của, gia sản hay để biết chuyện riêng tư của ta trước khi thực hiện những ý đồ đó. Ba là kính thuận nơi ta với bộ tướng bề ngoài thật là kính trọng phục tùng, nhưng trong lòng đầy dẫy sự dối trá với những mưu đồ thủ đoạn chẳng lành. Bốn là khi thấy ta bị họa hoạn sẽ trở mặt ngay, thường sẽ vịn vào những lầm lỗi của ta để phản nghịch lại ta và sẽ hại ta mãnh liệt hơn ai hết. Hạng bạn ác quan gia thì thường làm bốn việc. Một là lúc uống rượu ăn nhậu là bạn. Hai là lúc đánh bạc trộm cướp là bạn. Ba là lúc dâm dật là bạn. Bốn là ca hát nhảy vũ là bạn. Này thiền sinh, có bốn hạng người nên thân thích vì sẽ được nhờ cứu giúp và có nhiều lợi ích, ta nên thân cận. Một là hạng ngăn mình làm quấy. Hai là hạng xót thương. Ba là hạng lợi ích. Bốn là hạng đồng sự. Hạng bạn ngăn ta làm quấy thường làm bốn việc. Một là ngăn đón khi thấy ta làm những điều sái quấy tà ác. Hai là thường chỉ bày cho ta những điều chánh đại quang minh. Ba là giúp ta giải quyết mọi sự việc theo lẽ phải. Bốn là rất chân thành muốn ta làm những điều lợi lành để tránh sự quấy ác. Hạng bạn xót thương thì thường làm bốn việc. Một là mừng thay cho ta khi thấy ta được lợi lành. Hai là lo thế cho ta khi thấy ta bị họa hoạn. Ba là thấy ta nói ác làm ác thì tìm cách ngăn trở. Bốn là ngợi khen đức tánh tốt của ta. Hạng bạn lợi ích thường làm bốn việc. Một là hộ vệ cho ta khỏi phóng túng sa đọa. Hai là hộ vệ ta khỏi hao tài vì phóng túng. Ba là hộ vệ ta khỏi sợ hãi vì đói rách. Bốn là khuyên bảo ta ở chỗ vắng người. Hạng bạn đồng sự là hạng bạn cùng chung làm việc với mình, thường làm bốn việc. Một là không tiếc sức lực và thân mạng với bạn, chỉ bày hoặc cùng làm chung việc với bạn để giúp bạn cùng được lợi ích. Hai là không tiếc tài sản với bạn, giúp bạn khi bạn bị suy bại. Ba là cứu giúp bạn khỏi sợ hãi, ở bên bạn khi bạn gặp họa hại. Bốn là khuyên bảo khuyến khích bạn cùng làm những điều lành ngay tốt đẹp. Này thiền sinh, bây giờ ngươi nên biết ý nghĩa lễ lại sáu phương. Lại về phương Đông, đó là con phụng thờ cha mẹ, có năm việc. Một là hết lòng hiếu kính viếng thăm, làm cho cha mẹ vui mừng. Hai là dậy sớm nấu cơm, làm thức ăn, cần kiệm, lo việc cửa nhà, đỡ cho cha mẹ và thay cho cha mẹ làm những điều khó nhọc. Ba là cha mẹ dạy bảo điều gì đều phải dâng nghe, chớ làm cha mẹ buồn lòng. Bốn là hằng nhớ đến ân đức của cha mẹ. Năm là khi cha mẹ ốm đau, phải hết lòng lo lắng, ưu tư, tìm thầy chạy thuốc, chữa cho cha mẹ. Khi cha mẹ về già, phải phụng dưỡng. Khi cha mẹ qua đời, phải an táng thờ cúng cha mẹ. Còn cha mẹ đối với con cũng có năm việc. Một là ngăn con đừng làm điều dữ, chỉ bày cho con làm những việc ngay lành. Hai là dạy cho con gần gũi thân cận, bậc thiện trí thức. Ba là yêu thương dạy dỗ con siêng năng học hành, nuôi nấng đùm bọc cho con nên người. Bốn là đúng thời chọn nơi nhân hậu, hỏi vợ gả chồng cho con. Năm là có gia sản tùy thời, đúng lúc cấp phát cho con những vật cần dùng đồng đều. Này thiền sinh, nếu kẻ làm con kính thuận cung phụng cha mẹ thương yêu dạy bảo lo lắng cho con như thế, thì người ấy, gia đình ấy được thành tựu tăng ích pháp, phương Đông được an ổn, không có điều chi lo sợ. Lại về phương Nam, đó là học trò kính thuận thầy có năm việc. Một là phải có sự kính sợ, tôn trọng, quý mến đối với thầy. Hai là y lời thầy dạy bảo, chỉ dẫn, không quên lãng và không nên trái nghịch. Ba là cố gắng giúp việc cho thầy, đền đáp công thầy. Bốn là siêng cần học hành, không lười chán để khỏi phụ công thầy. Năm là khi thầy đã qua đời nên ngửa trong mến đức, chẳng nên nhắc lại lỗi lầm của thầy. Thầy dạy học trò cũng có năm việc. Một là dạy bảo không biết mỏi, có phương pháp khiến cho học trò mau hiểu biết. Hai là dạy cho học trò mình hơn học trò người. Ba là làm cho học trò có sự thấy biết rành rõ
chắc chắn các nghĩa lý. Bốn là khi học trò gặp chỗ nghi nan phải giải rõ cho nó. Năm là biết bao nhiêu dạy bấy nhiêu, không lẫn tiếc, có lòng muốn cho trí tuệ của học trò sau này sẽ phát triển hơn trí tuệ của mình. Này thiền sinh, nếu kẻ làm học trò kính thuận thầy, thầy dạy bảo học trò như thế, thì người ấy, gia đình ấy sẽ thành tựu được điều phục pháp, phương Nam được an ổn, không có điều chi lo sợ. Lại về phương Tây, đó là vợ kính thuận đối với chồng, có năm việc. Một là có lòng kính yêu đối với chồng, khi chồng đi đâu hoặc về đều nên đưa đón cho vui vẻ. Hai là chồng không có ở nhà, phải chăm lo sắp sửa việc nhà cho được hoàn tất. Chồng có ốm đau, phải chăm nom săn sóc cho chu đáo. Ba là hiểu được ý chồng, chẳng được ngoại tình gian dâm với người khác, giữ gìn tiết hạnh cho đoan trang. Bốn là nếu chồng có lời rầy mắng, chẳng đặng lớn tiếng giận dữ, những lời khuyên bảo của chồng phải nên dân tâm. Chồng có đưa của cải gì, chẳng đặng đem giấu giếm để tiêu xài quan phí riêng. Năm là làm gì đều nên hỏi ý chồng và phụ giúp những việc gì mà chồng cần phụ giúp. Chồng đối đãi với vợ cũng có năm việc. Một là lấy lễ nghĩa đối đãi với nhau, ra vào đều phải yêu kính nhau, chẳng được hất hủi bạc đãi nhau. Hai là ăn uống đúng giờ giấc, đừng để vợ phải buồn rầu khổ cực. Khi vợ ốm đau phải săn sóc chăm nom, chứ để vợ buồn tuổi. Ba là nếu vợ có muốn áo quần và đồ trang sức, chớ trái ý vợ. Giàu thì nên mua cho đủ, nghèo thì sắm sửa từng phần. Bốn là trong nhà có bao nhiêu của cải nên giao cho vợ gìn giữ, chẳng đặng lấy tiền của chung đi ăn xài riêng. Làm gì có tính cách xây dựng gia đình đều nên cho vợ hay biết, và những ý kiến tốt lành hay đúng của vợ đều nên thuận theo. Năm là không được mê theo nhan sắc người ngoài, khiến vợ sinh lòng ghen tuông, nghi kỵ. Lại thường phải hiểu tánh ý vợ và khuyên bảo những điều lành hay. Này thiền sinh, nếu kẻ làm vợ kính thuận chồng, chồng đối đãi với vợ như thế, thì người ấy, gia đình ấy sẽ thành tựu được kính ái pháp, phương Tây được an ổn, không có điều chi lo sợ. Lại về phương Bắc, đó là con người xử sự với bà con, anh em bạn bè, đôi đàn đều có năm việc. Một là bên nào làm điều ác nghiệp thì nên lần lượt khuyên giải, rầy ngăn cho dứt việc ác ấy đi, và nên lấy điều lành ngay nhắc nhở cho nhau. Hai là bên nào bị tai nạn, bệnh tật phải nên ngó ngàng, săn sóc, hộ vệ, giúp đỡ, điều trị cho nhau. Ba là bên nào trong nhà có điều kín đáo, không nên đem việc đó nói với người ngoài, lại chẳng nên nói xấu lẫn nhau. Bốn là đôi đàn kính mến lẫn nhau, thường tới lui thăm viếng, rủi có chuyện xung đột chẳng đặng oán hận, não hại nhau, nên lấy sự hòa nhã mà hòa giải với nhau. Năm là nếu đôi bên nghèo, giàu có khác nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau, có những món ngon vật tốt nên chia cho nhau dùng. Nếu chung làm thì chung hưởng, chẳng nên khi dối lừa gạt nhau. Này thiền sinh, nếu kẻ làm bà con, anh em, bạn bè đối xử với nhau như thế, thì người ấy, gia đình ấy sẽ thành tựu được tức tài pháp, phương Bắc được an ổn, không có điều chi lo sợ. Lại xuống đất, đó là chủ nhân đối với người làm công có năm việc. Một là tùy khả năng mà sai xử, phải biết xem xét chúng có đói rét không rồi mới sai bảo làm việc, và chẳng được ép buộc chúng làm điều bất chính. Hai là khi chúng có đau yếu, phải tìm thầy chạy thuốc, chu cấp cho chúng đầy đủ để điều trị cho được lành mạnh. Ba là chẳng được dùng roi gậy đánh càn, nếu chúng có lỗi thì dùng lời lẽ hỏi han các việc hư thật ra sao rồi mới trừng phạt. Đáng dung thứ thì dung thứ, như không dung thứ được thì mới dùng lời lẽ dạy dỗ mà trách phạt sửa trị chúng. Bốn là nếu chúng có của cải riêng tư gì, không nên sang đoạt của chúng. Năm là khi cho chúng đồ vật gì, phải chia cho đều, chớ nên có lòng thiên vị. Lại nếu chúng có công lớn thì phải ban thưởng cho xứng đáng. Người làm công đối với chủ nhân cũng có năm việc. Một là đúng giờ giấc, thức khuya dậy sớm, chớ để chủ kêu gọi rầy la hoặc làm trễ nải công việc mà chủ đã giao phó. Hai là việc gì mình làm phải để vào lòng, làm cho cẩn thận, chớ để chủ phải nhọc lòng nhắc nhở, sai khiến nhiều lần. Ba là phải biết tiết của chủ,
chớ nên lãng phí, làm tổn hại hoặc gian cấp. Bốn là luôn luôn kính nể chủ, khi chủ ra đi hoặc về đều nên hết lòng đưa đón. Năm là bảo tồn danh giá cho chủ, chỉ nên nói tốt cho chủ, chẳng được kể những điều xấu quấy làm hại thanh danh chủ. Này thiền sinh, chủ nhân đối với người làm công, làm công đối với chủ nhân như thế, thì người ấy, gia đình ấy sẽ thành tựu được thế lực pháp, phương dưới được an ổn, không có điều chi lo sợ. Lại lên trời, đó là người đàn diệt, thiện tính, kính phục bậc sa môn, thiện trí thức, có năm điều. Một là lấy tâm chân chánh, thành thật, hướng về các bậc ấy. Hai là cung kính, cúng dường, phụng sự các bậc ấy. Làm việc gì, không coi đó là nặng nhọc. Ba là thường hỏi các bậc ấy về đạo lý, lễ nghi, phép tắc. Bốn là các bậc ấy có giảng dạy chánh pháp, phải lắng nghe cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật rành, thực hành cho thật đúng. Năm là xin thỉnh giáo các bậc ấy chỉ dẫn giải quyết cho hai yếu chỉ về việc tham thiền và niệm Phật, rồi y theo đó ngày đêm phải chuyên cần hành theo. Bậc sa môn thiền trí thức cũng có năm điều để khai mở chỉ rõ, khai thị cho người thiền tính. Một là dạy người biết bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, khiến người hiểu rõ và thực hành được rốt ráo. Hai là dạy người về nghi lễ, oai nghi, đức hạnh, chớ để người phóng túng buông lung để phát triển các việc lành. Ba là dạy người phải dạy dặt cẩn thận về lời nói, việc làm, tốt hơn nói ít làm nhiều, chẳng nên làm ít nói nhiều, để ngăn ngừa các điều ác. Bốn là dạy người siêng năng, lễ bái tam bảo, mở rộng lòng từ bi hỷ xả, thường thương xót mọi loài chúng sinh lớn nhỏ. Năm là dạy người quân tu, tạo công đức lành, hồi hướng phát nguyện sinh về tịnh độ, đắc đạo Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, trở xuống trần thế cứu vớt chúng sanh đồng thành Phật đạo. Này thiền sinh, ngươi làm được những việc như vậy, đáng gọi là kính dâng lời cha ngươi đã dạy ngươi lễ lạy sáu phương. Bằng chẳng làm được như vậy, dù có lễ lạy sáu phương cũng chẳng ích gì. Này thiền sinh, người nào biết dứt trừ xa lánh các điều ác nghiệp chẳng lành, lại hay khéo làm được các điều dạy trên, thì đời này có thiện nhân, đời sau được thiện báo, hiện trong đời này thường gặp phúc lành, người trí ngợi khen, sau khi chết được sanh lên cõi trời hưởng vui lành vậy. Nếu người ấy lại phát bồ đề tâm, mở rộng lòng từ bi hỷ xả, thường làm lợi ích tất cả chúng sinh, thực hành lục độ, đọc tụng kinh điển đại thừa và niệm Phật trì minh, chân ngôn, phát nguyện cầu sinh tịnh độ, sẽ được tùy nguyện giảng sanh. Này thiện sinh, tất cả mọi pháp trong thế gian này đều vô thường biến dịch, đến cả thân ngươi cũng thế. Chư thiên ở các cõi trời, tuy hưởng phước vui sướng với thọ mạng lâu dài rồi, cũng có ngày chung tận. Huống chi ngươi và mọi người ở thế gian này, dù có giàu sang quyền quý đi chăng nữa, rồi cũng đến lúc mạng vong chết. Giả lại, chúng sinh ở thế gian này bị nhiều nỗi khổ mê ép ngặt, nghiệp chướng ràng buộc, nay đã được làm thân người, ngươi hãy nên khéo sống lành. Người khéo sống lành là người có thể đền đáp được bốn đài trọng ân, là người sẽ thành tựu được pháp lành ở thế gian cũng như suốt thế gian. Mười phương chư Như Lai đều từ những pháp lành mà thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, nên đều có nguyện lực rộng lớn để tiếp dẫn, nâng đỡ muôn loài chúng sinh thoát đi sanh tử phiền não, đến nơi an lạc giải thoát niết bàn. Nên ngươi và chúng sinh nên khéo sống lành mà nương vào nguyện lành của chư Phật mà an trụ. Bây giờ thiện sinh nghe Phật dạy rồi thì ân cần đảnh lễ mà bạch Đức Phật rằng: trọn lành thay, Đức Thế Tôn thật quá chỗ tưởng dòng của con xưa nay. Ngài đã dẫn dụ ý nghĩa về lời dạy của cha con, khiến cho con như kẻ đang cúi úp mặt xuống được ngước lên, tâm trí đóng kín được mở ra, đang mê man được tỉnh ngộ, đang ở trong nhà tối được gặp đèn, có mắt tức thấy rõ. Đức Như Lai thuyết pháp cũng như thế, Ngài dùng vô số phương tiện khai ngộ cho kẻ ngu muội được thấy pháp minh quang thanh tịnh. Ngài là đấng chí chân chánh giác mới có thể làm bậc đạo sư dắt dẫn khai ngộ cho đời như thế. Nay con cúi xin quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, cầu xin Đức Thế Tôn cho con làm kẻ Ưu Bà Tắc, nam cư sĩ trong chánh pháp.
con nguyện từ nay về sau, trọn đời: 1. Không giết hại. 2. Không trộm cướp. 3. Không tà dâm. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu. Đức Phật hứa khả cho thiện sinh quy y thọ giới rồi, lặp lại nghĩa trên bằng một bài kệ rằng: Sắp bình minh mỗi ngày, nghe gà gáy dậy ngay, đánh răng, rửa mặt sạch, y phục liền đổi thay. Trang nghiêm lại đạo tràng, sửa bông thắp đèn nhang, thay nước cho thanh tịnh, cúng dường Phật Pháp Tăng. Chắp tay cung kính lễ, tam bảo khắp tam thế, phát nguyện báo tứ ân, chuyên cần không biến trễ. Ân sư trưởng, mẹ cha, ân xã hội, nước nhà, ân chúng sanh muôn loại, ân Phật Pháp Tăng già. Nên phát tâm chân thật, hành sáu ba la mật, pháp môn thật nhiệm màu, đưa đến quả vị Phật. Một là phát bi tâm, bố thí khắp xa gần, độ người bớt mê khổ, khiến ta dứt keo tham. Hai là trì giới luật, để ngăn ngừa phóng dật, quỷ phạm các điều răn, cho phước sanh tội mất. Ba là khẩu ý thân, nhẫn nhục trừ nóng sân, đối với mọi nghịch cảnh, khiến hằng được an lành. Bốn là thường gắng sức, tinh tấn trong mọi lúc, diệt lười biếng hôn trầm để thành tựu công đức. Năm là chăm tu thiền, diệt ý mã tâm viên, khiến tâm hằng khế hội, chân như tánh diệu quyền. Sáu là trí bát nhã, văn tư tu hành cả, diệt vọng tưởng ngu si, để thành bậc giác giả. Ngày tháng chẳng chờ người, siêng tu chớ biến lười, sanh già bệnh chết khổ, thân mạng được bao thời. Huống chi khi sắp chết, chẳng ai thay cho hết, không chốn nào dựa nương, quằn quại trong rên xiết. Dù cho có sang giàu, thuốc thang chữa được đâu, phước trời còn lúc hết, phước người được bao lâu. Nào mẹ, cha, con, vợ, đều như khách ngủ trọ, đêm qua cùng sống chung, sáng nay đã tan dở. Có hợp là có ly, trần thế thật khổ nguy, vô thường là như vậy, mau lo việc tu trì. Giả lại trong sáu ngã, do nghiệp đưa đẩy cả, luân hồi không tạm dừng, sống chết thật vất vả. Nay mai được thân người, nghe gặp chánh pháp rồi, hãy mau tự tu tiến và khuyến hóa cho đời. Thuyền từ là lục độ, hay vượt qua biển khổ, sanh tử để đến bờ, an vui nơi tịnh thổ. Chư Phật vô lượng quang, cha lành cõi lạc ban, nguyện lực thật rộng lớn, tiếp dẫn đến đài vàng. Thọ ký Bồ Đề đạo, dứt khổ mê phiền não, bất thoái chuyển chóng thành, quả vô thượng rốt ráo. Tứ chúng hãy dâng làm, cõi Phật quyết cầu sang, để thoát ly sinh tử, thể nhập đại niết bàn. Thiện sinh nghe Phật dạy xong, đảnh lễ Phật, hoan hỷ tín thọ dâng làm. Thích Thanh Ngọc, Như Định Minh Tuệ, dịch giảng 1984. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.